Tổng giám đốc Boeing đã từ chức sau khủng hoảng Max 737 vẫn tiếp tục kéo dài. Tổng giám đốc công ty Boeing, ông Dennis Muilenburg, vào thứ Hai 23 tháng 12 loan báo từ chức, trong lúc không thấy có giải pháp gì để sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng liên quan đến loại phi cơ Max 737 hiện đang bao trùm lên công ty sản xuất phi cơ này của Hoa Kỳ. Hội đồng quản trị công ty Boeing nói thay đổi trong phần lãnh đạo là điều cần thiết để tái lập sự tin tưởng vào công ty Boeing trong lúc phải có biện pháp củng cố mối quan hệ đang lung lay cả với khách hàng và các công ty làm ăn chung, cũng như là với giới thanh tra hàng không Hoa Kỳ sau khi xảy ra vụ mà hai phi cơ Max 737 bị rớt làm 346 người bị thiệt mạng. Boeing gặp sự chỉ trích nặng nề từ Quốc hội Hoa Kỳ cũng như các nơi khác về tiến trình vẽ kiểu, cũng như thử nghiệm và lắp ráp loại phi cơ. Từ khi bị cấm bay cho đến nay, công ty Boeing chưa xác nhận được là bao giờ mới có thể có giấy phép để cho các chiếc máy bay Max 737 bay trở lại. Vào tuần qua, công ty Boeing loan báo sẽ tạm ngưng sản xuất Max vào đầu tháng Giêng.